California có gửi cho Pơ làm quà trung thu dành cho các bé mấy thùng quà ấy. Thì hôm nay là cái hôm nay là ngày trung thu thì Pơ hôm nay cũng có trách nhiệm cao cả là gửi tới những phần quà, những đồ dùng học tập này, cũng như là bánh trung thu dành tới các bé ở bản. Hôm nay mình cũng đã nhờ chị phụ nữ ở bản đã kêu gọi bà con những hộ gia đình khó khăn này của các bé để tập trung ở đây để Pơ phát bánh trung thu ở nhà. Mình đã liệt kê những hộ mà gia đình nghèo này để phát quà ấy. Đây xem hỏi chị sẽ trưởng chị phụ nữ bản xem là chị đã lập kê thống kê được những hộ gia đình nào rồi. Đây, giới thiệu với cả nhà, đây là chị phụ nữ bản. Chị phụ nữ bản. Phụ nữ bản đấy cả nhà. Chị tên là gì nhỉ? Chị tên là Giàng Thị Ly ạ. Chị tên là Giàng Thị Ly nhá. Chị Ly là bản của Pơ nhá. Ly nè. Giàng Thị Ly. Chị Ly nhá cả nhà. Bây giờ là đây là danh sách mà hôm nay chị Ly vừa mới lập cho Pơ. Đây là danh sách là 17 hộ gia đình mà khó khăn nhất của bản Ami. Khó khăn nhất của bản Pơ nhá. Đây bây giờ chị đã gọi tất cả các bé gia đình ở đây chưa? Chị Pơ, em nghe mọi người bảo là khi mà nghe tin là được phát quà là mọi người đã đến từ 1 giờ trước rồi đấy. Lâu, rất là lâu rồi nên là mình phát luôn cho mọi người đi. Em hẹn 4 giờ mà. Đi bây giờ mình sẽ phát luôn cho mọi người đi, cho mọi người đỡ phải đợi lâu. Đây là những phần quà mà hôm nay là mình đã cho vào túi hết rồi cả nhà. Đây túi quà. Ui, bánh là rất là đẹp. Rất là đẹp. Trong này là có, đây là mình Pơ sẽ mở luôn phần quà này cho mọi người xem luôn. Pơ thấy cái hộp này vừa đẹp mà bánh lại vừa hấp dẫn ngon luôn này. Đây này. Trong này sẽ có 4 bánh, 1 2 3 4. 4 bánh luôn cả nhà nha. Còn đây là phần dĩa. Bây giờ mình sẽ phát luôn ha. Còn chị Pơ, còn bên mấy cái thùng bên này nữa là đồ dùng học tập này. Bên đấy là Pơ vừa mới thu ra cả nhà. Đây là đồ dùng học tập. Cái hình. Còn đây là đồ dùng học tập mà anh Eric có gửi qua mình đó rất lâu ấy cả nhà, nhưng mà do là Pơ không có thời gian, với lại mình bận đấy nên là mình chưa có thời gian để gửi tới các bé. Hôm nay thì phát bánh trung thu luôn, luôn thì Pơ sẽ phát phần quà này cho các bé để các bé có tinh thần cố gắng học hơn trong năm học tới. Trong này là gọt bút chì này, ui có bút chì nhá, đây là bút chì này, đây là gọt bút chì này. Đi học là không phải lo rồi. Đây là không còn phải lo rồi nhá. Anh là mua tận tay anh mua là gửi từ California gửi về nhá cả nhà ơi. Cảm ơn anh Eric nha. Cảm ơn anh Eric nhiều nhá. Đấy, tí nữa là mình sẽ phát cho các bé. Rồi bên này mình sẽ phát trao quà cho 17 hộ gia đình ở bên này đã cả nhà. Bên kia là chị Pơ có mua thêm bánh kẹo nữa. Và bên này là Pơ có bỏ mua thêm bánh kẹo này cả nhà. Đây là tiền túi của Pơ mình mua ra bánh kẹo này để chia cho các bé ha. Rồi nhá. Đây là đại diện của các hộ gia đình nhá cả nhà ơi. Đây là 17 hộ gia đình nhưng mà đây là đại diện nhá. Đây. Các cô các chị là trao quà. Mọi người có đại diện cho các bé là các cô là ở ngoài luôn, các chị ở ngoài xong cho các bé đại diện luôn nha. Đúng rồi. Biết nặng có sách được không nhỉ? Không sao. Bánh kẹo là các bé sách được hết. Các con. Đây. Các bạn này nhá. Trung thu vui vẻ nha. Cảm ơn. Con quà của con nha. Đây là quà của chú Eric cả nhà ơi. Chú Eric ở bên California gửi tới. Ôi trời nó. Đây. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Quanh cây nhá, đứa nào chơi con này chưa? Đây là con quà của chú Eric đi gửi tới nhá. Con là trong học nhá, lần sau là chú lại gửi chết. Sao chứ nhớ cái gì khác ta nữa vậy? Nhớ cái gì vậy?
Đây. Đây là bánh trung thu nhá, mọi người mang về mọi người mở ra ăn nhá. Ở bên trong là có bánh trung thu ạ. Đấy, các chị ở bên này mình cũng chia sẻ nói với mọi người luôn. Đây là những hộ gia đình mà khó khăn nhất ở bản mình cả nhà. Em bé em ở bản này mí là ai cũng đáng yêu dễ thương luôn ấy. Đây là quà của chú Eric gửi nhá. Con xin nó nhá mà. Con xin ạ. Đúng rồi. Đây. Con xin ạ. Nhất tiền chẳng có. Đây, bản ái mí là cũng rất là đông luôn. Hôm 200 hộ cơ. Nên là mình chỉ phát cho những hộ gia đình mà khó khăn nhất của bạn thôi. Tại vì cũng có hạn thôi cả nhà. Đây là quà của anh Eric gửi nhá. Đây. Năm học tới là cố gắng nhá. Tí các bạn ở lại để cô phát thêm bút chì nữa. Chưa, hai à? Chị Dinh lấy cho em một hộp nữa. Đây, cho bác nữa này. Con gửi bác nha. Đây. Đây là hết 17 hộ rồi đúng không chị? Ừ. Bây giờ là có cho các con nói đồng thanh cảm ơn đi. Bây giờ nha, cô sẽ bảo là đồng thanh cảm ơn chú Eric nha. Mi hà ta. Ừ. Hà lê mi hà lê theo ta. Bà ta cảm ơn chú Eric nữa mà. Chúng con cảm ơn chú Eric. Cảm ơn chú Eric. Rồi. Cảm ơn là rồi. Eric là đã gửi những phần quà rất là ý nghĩa tới bà con cũng như là bản của Pơ. Để mà có những phần quà như này là nhờ anh là các bé trong bản Pơ mới có những cái chiếc bánh trung thu mà có khi là lần đầu được ăn bánh trung thu ấy cả nhà. Nên là rất là ý nghĩa, các bé rất là vui mà. Pơ hẹn 4 giờ nhưng mà tầm 1 giờ là đã tới hết rồi. Đúng rồi. Để hỏi nhá, con được ăn bánh trung thu bao giờ chưa? Còn nó là bánh trung thu giờ? Đi chào giờ? Chưa, đấy. Các bé là chưa bao giờ được ăn, nên hôm nay là lần đầu tiên được ăn bánh trung thu luôn. Này có vui không? Có đúng không ạ? Bây giờ là Pơ sẽ nhờ các bé là cất hết bánh đi, xong là mình sẽ phát đồ dùng học tập nha cả nhà ơi. Bây giờ cả nhà ơi, Pơ với cả những bản là phát cho các bé cả bút chì với cả đây là tẩy này, xong là cả đây là gọt bút chì luôn nha. Pơ sẽ phát cho mỗi bé là ba cái bút chì và một gồm một cái gọt và một cái tẩy nhá. Bây giờ sẽ phát cho các bé, chị phát tẩy với kia, em sẽ phát bút chì nhá. Mọi người cùng nhau phát. Phát mỗi người 4 cái đi nhở? Em thấy nhiều ấy. 4 cái đi, 4 cái 4 tí là mà nếu mà nhiều thường ấy. Cho con này. Con xin cô nữa. À. Để thôi đưa cho bé. Đưa cho bác trước này chị Bơ. Cho bác cõng em bé kìa. Có mấy bé này mà. Cho bác nữa, bác xếp hàng mà. Mà lại thì sao như bút chỉ à, xếp hàng. Bút chì là có sẽ có tẩy ở đây nhưng mà vẫn có cái tẩy đi kèm là to hơn cả nhà. Chào con nha. Cố gắng học nha, có bút chì mới rồi, cố gắng học nha, cố gắng luyện chữ nha. Các bé là chuẩn bị sẵn túi bóng luôn này. Đấy. Đây, cho con 4 cái bút chì nữa này. Cố gắng học nha. Đây là chú Eric gửi nha. Đây, 4 cái bút chì này. Đúng không? Đây là 4 cái này. Cố gắng học với con nha. Đây các bạn vừa đi học về này. Này là
À, các cô chú là gửi bút chì là phải cố gắng học tập nhé, biết chưa? Đúng rồi, tại vì là buổi tối nhà mọi người cũng ở trên đầu bản rồi xa nữa ấy. Này. Em xin chị nữa. Em xin cô nữa. Lớp 6 à? Em xin chị rồi. Tham vừa. Chị nghe. Các bạn ở trên kia nhanh lên nhá, không là không có quà đâu nhá. Nhanh lên, nhanh chân lên. Mình cứ để thừa xem là còn bạn nào nữa không, tại vì có nhiều nhà là ở trên bản xa ấy, không xuống được thì mình gửi chị phụ nữ bản để chị phát cho cũng được. Đây các bạn vừa đi sau về này. Đây. Các bạn đợi cũng khá là lâu rồi. Chị đang phát bên này này. Các chị đang phát cùng nhau chia nhau phát. Đúng rồi. Tại vì là cô giáo là những người, cô giáo là hiểu là nhiều gia đình khác nữa ấy. Ngoài bản Á Mỹ rồi cũng có nhiều những bản ở bên cạnh nhà Á Mỹ nữa. Còn bạn nào thiếu đồ đọc không? Nghĩ đủ rồi đấy. Còn bây giờ mình phát kẹo nữa chị Vợ. Cô vừa phát đồ dùng học tập xong thì bây giờ còn khăn cả nhà. Khăn này khăn mặt cho các bé đi học nha. Nên là cô sẽ phát khăn mặt luôn. Và các chị giúp em phong mỗi người một cái nha. Đây khăn cho phát cho mỗi bé một cái nha. Xong có bao nhiêu mai em gửi cho cô giáo để phát cho các bé ở trường nha. Các bé mẫu giáo trường. Là bánh trung thu là vẫn còn từng này nữa cả nhà ơi. Một chút nữa là mình sẽ chia nhỏ ra, tại vì đông người quá. Mình sẽ chia cho mỗi người một cái. Chia khăn mặt nhé. Có khăn mặt rồi là các con phải rửa, mỗi sáng phải rửa mặt sạch vào nha, biết chưa? Nhớ chưa? Nhớ nọ. Đi mà. Con xin cô nhé. Bác kia bác không thể bác. Bé này này. Bé con này này. Chị rửa mặt nữa. Khăn mặt mới chắc là trong chị rửa mặt hết. Ngày xưa bé nếu bố mẹ mà mua khăn mặt mới trong rửa mặt lắm. Em bé bên kia nữa. Bên kia. Được, đưa cô nữa. Chào các bé chị ơi, chị giúp em phát cho các bé lấy luôn đi cho em nhanh ấy, cho các bé để sấy đấy, trong màu hồng cho bé này, có màu hồng cho các bé gái, màu nào cũng được chị Bơ, giờ hết màu rồi. Khăn này màu nào cũng đẹp luôn ấy. Các bạn nữ là thích màu hồng hơn. Các bạn nam thì đổi màu hồng cho các bạn nha.
Đây, thêm bé này nữa. Bạn mình có rồi. Thêm bên này như này. À, các bạn được hết rồi. Đây nhờ chị phát hết sạch rồi. Đây còn một số lượng nữa này. Cái này thì mai cô sẽ gửi cho cô giáo mầm non ở trường ngay trong bản này. Mai cô phát cho các bé mầm non. Còn bạn nào thiếu ấy? Đúng rồi. Vì có một số gia đình không đến được. Thùng kẹo này là bơ bỏ nay bỏ tiền ra để mua kẹo tiết kẹo cho các bé rồi nhỉ. Trên này thì năm nay thì bà con cũng gặp khó khăn, đồng bào miền Bắc mình thì bà con gặp khó khăn đấy cả nhà. Nên là trung thu năm nay thì cũng chỉ tổ chức đơn giản xong là bơ phát quà của anh Eric thôi. Năm nay là mình cũng chỉ phát quà cho các bé đơn giản xong cho các bé đi về kẹo muộn đấy cả nhà. Đúng các rồi. Bé ở trên bản này thì lên núi cũng xa ấy. Chị ơi, nhờ mọi người phát kẹo của em nhé. Để phát quả phép chứ mà. Mọi người cũng nhắc phát. Túi đâu? Mút cho. Mút cho nhá, mút cho nhá nhá. Đây nè. Ba phê cô em bé ăn. Đây, bạn nào chưa có thì nói nha. Về các bạn đằng sau nữa chị ơi. Chia cho toàn thế đó. Nào, cho chia nhất nó cắt. Đây, các bạn đằng sau nữa chị ơi, cho mỗi người. Ít tuổi này ai là vợ? Chị tờ. Vợ. Em bé này nữa chưa được này. Em bé ở một góc này. Em bé đáng yêu quá. Út chú tốt đấy, chị ta lo hào bơ. Của chú khen tờ. Các bạn đằng sau chưa được đâu. Các bạn đằng sau này. Nó thế. Phê chín chín nhá, chơi cho tọc ăn chị ta lo. Sao chơi cho tọc ăn cho nó. Cho vào đây thế tí, cho mang về cho. Mình tụi lo thôi. Một hai một tay em bùa đam một tay chị Dinh em phê phục vụ sư. Bạn nào chưa có các bạn đằng sau ấy, các bạn nào chưa có đây chị nữa, các chị chưa được. Tất cả các bé trong bản là tập trung hôm nay là bơ phát bánh kẹo luôn cả nhà. Thì về thì mọi người cũng hóng ấy, các bé năm nay là cũng không tổ chức trung thu ở nhà. Còn quà của anh Eric thì gửi cho cô là cũng gần được 1 tháng rồi. Đó là cầm 3 tuần trước bão nhau đi ấy. Nên là bơ là có trách nhiệm là đưa gửi tới phần quà sách vở như là bánh trung thu tới các bé. Hôm nay là hôm nay là phát đủ bánh này, đủ kẹo cho các bé luôn đúng không? Có bạn nào chưa có kẹo? Đưa cho hai bác đi chị bơ. Chưa. Bảo cho nhiều. Mọi người đi về rồi kìa.
Còn bạn nào đùa hết chưa? Hết rồi. Đúng không? Hết rồi. Ừ, may quá cả nhà đủ hết rồi cả nhà. Ai cũng có kẹo, ai cũng có bánh đi về rồi. Bây giờ mình còn 5 hộp bánh thì cô sẽ chia ra những anh chị nào hôm nay giúp Pơ hỗ trợ Pơ và anh Mí phát quà bánh trung thu cho các bé, thì giờ mình sẽ mở lại. Xong là để chia cho các chị ạ. Ừ, tại vì là còn 5 hộp thôi. Có 4 cái bánh cả nhà. Mình sẽ bỏ ra chia mỗi người một cái bánh. Phần là đặc sắc nhất. Đây đây các chị bên này thôi. Đó. Chị tản xếp hàng đi cả kia sư mò. Đây là thìa nhá. Thìa này. Đây một thìa mọi người chia cho mỗi người một cái. À, chia cho mọi người, hộ gia đình đã hỗ trợ mình rất nhiều, chia cho mọi người bánh, người hộp. Phát thêm bánh kẹo thì các bé cũng đi về hết rồi cả nhà. Phát kẹo cái là về không thấy đâu hết rồi. Về hết luôn. Hôm nay cũng là một ngày vui của các bé ở bản mình, tại vì các bé lần đầu tiên được nhận bánh trung thu. Hôm nay Pơ cũng cảm ơn anh Eric cũng như khán giả của Ai Kỷ Vlog. Mọi người đã dành các tình cảm yêu thương cho Pơ và Ai Mí. Hôm nay thì mọi thứ Pơ đã phát hết sạch rồi cả nhà. Còn được ít đồ dùng học tập, tháng mai thì Pơ sẽ mang ra cho nhà trường bên trường mẫu giáo để cho các cô giáo là phát đồ học tập cho các bé. Nên là hôm nay là hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Hôm nay anh em đi về, hôm nay em hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao rồi nhá. Con đã phát đúng bánh trung thu cho các bé hết rồi ạ. Hôm nay thì Pơ cũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu quý và yêu thương Pơ, Ái Mí. Mọi người yêu quý Pơ và Ái Mí, mọi người nhớ đăng ký kênh Ai Kỷ Vlog và bên trên bảng nhá. Còn bây giờ thì Pơ xin phép là bye bye, xin chào tạm biệt. Chào cả nhà nhé.